Không dứt o hay mình vẫn cô yêu chiều chủ nhật thu nằm trên căng gác điều yêu nghe tiếng xanh sao của một buổi chiều bạn bè rời xa chẳng chiều bơ vơ còn đến bao giờ. Cậu Tuấn, làm gì thơ thẩn vậy? Uống một miếng cà phê cho ấm lòng đi cậu. Ý chà, trời mưa như vậy bên tách cà phê nóng, rồi có cô vợ hứa hôn ngồi thủ thỉ tâm tình thì quá đã quá đã. Thôi đừng nói xàm nữa anh à. Xàm cái gì không biết nữa, không dám xàm đâu cậu. Tôi nói là chúng ngay chóc liền, chứ làm sao mà xàm xàm. Đây nè, trời mưa như vậy, nghe cậu hát là tôi biết ngay cái tẩy của cậu cô đơn phải không? Nghĩ cô Lan Anh cũng tệ, dù gì cũng là vợ hứa hôn của cậu vậy mà cổ ham đi du lịch hơn là tình yêu. Để cậu buồn thui thui, để vị hôn phu buồn thiêu buồn thiêu. Anh đừng nhắc mãi anh ba ơi, tôi càng nhớ lại càng buồn. Nhưng mà tôi với cậu mới đính hôn đã thành vợ chồng đâu, thành ra tôi có quyền gì ngăn cấm được người ta vào mặt sức đi chơi. Nhưng không biết khi làm vợ tôi rồi, nàng có còn tham du lịch bỏ tôi không? Lúc đó là cô cậu thành vợ thành chồng, đi đâu cũng phải có cặp có đôi. Nhưng anh biết đó, tôi làm nghề cảnh sát mắc lo giữ an ninh trật tự cho mọi người, sợ không có thời giờ đi với nàng, rồi nàng lại bỏ tôi mà đi một mình nữa. Cậu đừng có lo, đàn ông con trai mà cậu sợ cái gì? Nếu cậu không ham bê tha phóng túng phải không, thì cậu cũng có quyền tưởng tượng như những chàng thư sinh ở trong truyện Liêu Trai mà của tôi mới đọc nè. Bây giờ tôi đọc lại cho cậu nghe nghe. Bây giờ đọc nè. Nói lao mà chơi nghe lao chơi, vàng dưa lúng phúng hạt mưa rơi. Dữ vậy ta? Chuyện đời hằng trang không buồn nhắc, thơ thần nghe mà đọc tiếng thơ. Tại anh nó gì? Đó, anh mới nói mà. Gì? Tự nhiên cái dường như có tiếng rên. Ê, cậu Tấn này giỡn mày, cậu hay nhát tôi ra. Ê, đừng giỡn nha, tôi có cái tập sợ ma lắm mà nghe. À, mà nếu gặp ma thì mình nói chuyện với ma cho đỡ buồn, cũng như chuyện Liêu Trai em mới nói đó. Trời đất ơi, trời ơi, nói chuyện với ma cho đỡ buồn. Ê, ơi, cậu làm như cậu không phải người phàm. Đừng có giỡn cậu ơi, nếu gặp ma chắc tôi... bà mẹ nó chắc xóm trong... Đó, đó, nghe chưa? Tiếng rên rõ ràng, anh có nghe không? Đúng rồi, dường như là có cái tiếng... Ôi mà không phải đâu, trời ơi, làm gì có, không phải vậy. Phải cũng được mà không phải cũng được, mình mở cửa coi sao. Trời ơi, đừng có mở cửa nha, đừng có mở cửa. Ê, sao vậy? Trời ơi, tôi có bị bệnh, tôi bị bệnh tim thòng. Ê, coi chừng đó, coi chừng hồ ly à nha. Sợ cái quái gì? Nè, trong chuyện Liêu Trai có kể, chàng thư sinh gặp cô gái hồ ly hỏi chàng có sợ ma hay là sợ hồ ly không? Thì chàng ta mới trả lời ma là những linh hồn, không đáng sợ chỉ đáng thương. Đó là sách nói vậy mà thôi, chứ tôi gặp ma chắc tôi xót trong bụi. Anh không nhớ sao chàng thư sinh hỏi cô hồ ly nọ có sợ người không? Cô ta bảo rằng không sợ. Thì tại sao mình lại sợ ma? Nghề của tôi không phải bỏ mặt người. Anh nhớ chàng ta hỏi cô ta rằng vậy
hồ ly có cái gì sợ nhất? Cô ta mới nói rằng cô sợ hồ ly nhất. Đồng loại giết hại nhau mới thật là chu đáo. Rõ ràng có tiếng rên rỉ trong mưa, anh không dám thì tôi mở cửa cho. Đừng có mở, Tuấn ơi, đừng có mở. Anh này sao mà cái tặc kỳ quá. Đừng có mở. Đàn ông mà sợ ma. Ê, gì, cái gì, ma phải không? Không phải. Cái gì? Con người nằm té dưới mưa nè. Phải không? Tôi. Ê, ma. Anh ba. Nè, đàn ông con trai gì mà nhát quá vậy? Đưa cái đèn cho tôi. Nè, nè, bây giờ anh cầm cái đèn này tôi đỡ người ta vô nhà, mau lên. Không, ba. Để tôi coi cái ma này là ma đàn ông hay ma đàn bà đây, ma con trai hay là ma con gái đây, tôi coi. Người ta. Ý mà cậu ơi, bây giờ mình đem nó vô trong nhà rồi rủi người ta chết rồi mình phải thường nhân mạng sao? Không có được, cậu Tuấn ơi, không có được đâu. Không có, đừng có sợ vô đó. Cứu mạng người là quý. Không gì sợ liên lụy mà không cứu người. Nè, anh lo đóng cửa lại, lấy chai dầu nóng rồi mời bà xuống đây giùm tôi, nhanh lên. Rồi, đi liền. Cô ơi, tỉnh dậy đi cô. Cô uống chút rượu cho ấm cho cô. Để tôi lấy bếp lửa ra hơi cho cô ha. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây? Cô, đây là nhà của tôi. Mà cô thì ngất xỉu ở ngoài mưa, rồi tôi mới đem vô nhà tôi đó. Tuấn à, gì vậy con? Dạ thưa má, cô này bị cảm mưa, ngất xỉu trước nhà mình đó má. Là phụ nữ má cho cô mượn bộ đồ đi, rồi má thay đồ và thoa dầu cho cổ giùm con. Cô tỉnh rồi, không sao đâu má. Má giúp cổ nha, con ra ngoài nha má. Để cho má con à. Nè, cậu Tuấn nha, cậu coi chừng đó nghe. Thôi đi anh ơi, đừng có nói điên nữa. Đời phi thuyền đã lên tới cung trăng rồi mà còn nói chuyện liêu trai. Tôi là cảnh sát chứ bộ nho sinh sao mà cám dỗ. Cậu còn hấp dẫn hơn mấy anh học trò ngày xưa nữa là khác á. Bởi vậy mà tôi nói thiệt nha, cô Lan Anh đó, cổ mướn tôi canh chừng cậu hoài đó. Thôi bây giờ vô pha cho tôi bình trà rồi trở ra. Chuyện cô Lan Anh á thì chút nữa tôi nói sau nha. Chút xíu nữa cậu cháu mình thèo lẻo lẻo mép rồi chơi ha. Tuấn ơi, xong rồi con à. Dạ. Mai mà cô đây gặp con tôi sớm, không thì cảm lạnh mà còn dầm mưa nữa, có nước tiêu luôn rồi đó. Cô ơi, cô uống miếng nước trà gần cho ấm đi cô. Rồi có thể nào cô kể cho mẹ con tôi nghe vì sao mà cô phải dầm mình trong mưa to gió lớn như vậy? Cảm ơn, tôi khỏe nhiều rồi. Thưa bác và thưa ông, nhà tôi ở nhà miền phù sa cát trắng, sớm mồ côi từ con mới tám tuổi đầu phải đùm đau với người con. Tội nghiệp chưa? Tội nghiệp quá má. Chưa hơi lớn sâu xa sao đành tâm muôn cầm sao đã sanh con người có cương thường cương đời ai qua đời luôn lắm tan thương gầy gần đơn dài công bằng đâu hỡi người ơi kẻ như qua người dòng tôi đã lê thân tìm một
nhờ. Đôi sức chịu đựng rồi nên cô ngất xỉu dưới cơn mưa. Nhưng nghe cảnh tình con mà ta cũng nghe đau lòng xót dạ. Hãy ở lại đây tạm nghỉ một đôi ngày, hồi phục sẽ tính sao con hãy nhận lời. Dạ thưa. Cô ơi đừng nói lời từ chối vì hoàn cảnh của cô. Nếu thật như lời con vừa kể thì cô đừng ngại ngần mà gặp chuyện không may. Lòng dạ của mẹ con tôi chân thật, xin cô đừng nghi ngại. Dẫu rằng cuộc sống điên đảo dài, con người ta muốn sống yên thân, đừng nên có nhiều lòng nhân ai cứu giúp người ta, có khi còn gây tai họa cho mình. Nhưng mẹ con tôi sẽ quyết không gì e sợ mà bỏ chuyện bất bình. Điều thứ nhất là cô yên tâm dưỡng bệnh cho mau bình phục. Khi đã mạnh lành lúc đó tùy cô ở hay đi. Hãy cứ ở lại đây đừng e ngại điều gì. Cô phải nhớ mạng một con người là quý nhất. Cô đừng nghĩ mẹ con tôi là có giả tâm, chẳng qua là không đành tâm bỏ chết một con người. Không không cả thưa bác, thưa ông, tôi không bao giờ dám nghĩ như vậy đâu. Nhưng con chỉ sợ. Có gì mà con phải sợ chứ? Dạ. Đời con như bèo mây không ngừng tiêu bằng. Thân bèo mây ôi xa xưa. Đời siêu đau, nhưng giờ đây vui nhìn bên con. Với anh ai tâm tâm tôi đôi nỗi bao giờ nỗi lạnh cũng coi đường bạc với ông đổ lòng ai. Nhưng tâm thân con hàng con vô duyên sợ chẳng biết nghĩ suy mà còn nhận ơn cái tương quá vội vàng. Cô ơi mẹ con tôi không sợ liệu quyền sau câu nữa ngày. Hãy ở lại đây đừng khách sao mà làm chi. Mặc dù bác già ông đã rộng dạ ban ơn, không suy tính đắn đo không tính thiệt số. Nhưng người xưa dạy kẻ thiên thì không cần nhớ. Nhưng kẻ thọ ơn phải biết điều chẳng dám đào quên. Cô đừng ngại, má tôi không có con gái nên thấy cô má tôi vui lắm. Cô ở lại đây không có gì phiền cả cô à. Đúng là như vậy, bác chỉ có một đứa con trai. Mai đây. Thôi bây giờ khuya rồi à, má đưa cô ấy lên lầu ngủ với má một đêm nha má. Ờ vậy đi. À, con tên chi? Dạ thưa con tên Thu. Thu. Dạ. Con theo bác nha. Dạ. Dạ chào ông, chúc ông ngủ ngon. Cảm ơn cô. Tuấn. Dạ. Sao hôm nay con đi làm sớm vậy? Không ăn điểm tâm sao? Thưa má, con ăn rồi má. À, bữa nay tại vì có mấy việc quan trọng cần phải làm sớm nên con đi sớm lắm á. À, chắc cái vụ cướp hôm qua chứ gì. Ôi, hổm rày coi bộ lộn xộn dữ à. Đám thanh niên bây giờ hư hỏng quá. Lập băng đảng cướp giật còn giết người nữa. Má, thanh niên cũng có nhiều người tốt chứ má. À, thưa má, con đi nha má. À, tôi đi nha cô Thu. Tuấn, con nán lại một chút. Má có chuyện muốn nói với con. Thưa má, chuyện chi hả má? Tuấn con, má hiếm muộn nên chỉ sanh có con là đứa con trai độc nhất. Con lại đi sớm về khuya, má chỉ có một mình trong căn nhà trống trải. Nên má muốn nhận con Thu làm dưỡng tử minh linh. Thay cho con nhận khi vắng mặt ở nhà thưa má. Những ngày gần gũi bên Thu
con cảm thấy thu nhìn qua con thương thu như cốt nhục ruột ra. Thu hãy nhận lời cho má được yên vui. Chỉ con sao thu? Nghĩa trọng ân sâu, dẫu chết đi cũng không thể báo đền, chỉ là có nỗi oan hèn. Con sợ chẳng đáng đâu. Thu ơi, thu chớ nên phân biệt giai cấp sang hèn. Má đã quyết định rồi. Con chớ có từ nan. Anh Tuấn ơi, em trót sinh ra thân gái nhà nghèo, ra thân lạc loài cuộc đời gieo neo tuổi trăng đôi chính cơ ăn mà em đâu dám mơ nhiều cơm qua ngày không đủ tự lo. Con chỉ là một loài quá giấy tố sơ giật giờ trói nỗi mai có má và anh thương tưởng cho qua được nở giữa mùa xuân đầm ấm thân tình. Không còn lo chạy nắng dâm mưa gió chờ đầu đình, con xin nguyện suốt đời làm thân quyền mà sớm hôm hầu hạ mẹ già săn sóc cho. Cứu người là bổn phận, xin chớ nói nghĩa ân, từ đây ta sẽ xem nhau như tình thân cốt nhục. Thượng đế đã ban cho em mối duyên thì cô vừa thoáng gặp nhau đã sao duyên bồi hồi. Đúng quả là một kỳ duyên, má được con nuôi anh có cô em gái. Thôi anh phải đi làm, em cứ ở nhà làm quen với má. Xin chào, thưa má con đi. Má ơi, thà con không ngờ thân trẻ con nuôi giờ có má, con nghĩ cứ bàn hoàng không biết mình đang mê hay đang tình. Mê hay tình cái gì nữa không biết. Sẽ bệnh dưng trăm năm. Con sợ nếu má biết. Tại sao? Con chỉ sợ một ngày nào đó kiếp gió sương lại trở về cùng sương gió. Thu à, con phải rời má xa, mới nghĩ vui mà lòng con nghe tê bước trong lòng. Thu, sao bỗng dưng lại nói chuyện liền ta? Hay con nghĩ đến ngày theo chồng xuất gia? Không bao giờ có lấy chồng đâu má, con chỉ lo. Lo sao? Má có dâu rồi, má thương con. Ơi, đâu có ai kỳ vậy con. Đâu có bà mẹ nào khi có dâu rồi lại hết thương con gái. Con có biết vợ thằng Tuấn chưa? Dạ chưa. Từ hôm con ở đây tới nay á, cô ấy không có đến. Con chỉ biết qua bức ảnh này thôi. Quên chứ, hai tuần nay nó đi Hồng Kông với chị Xui. Nó về á là chạy qua đây liền hà. Con nhỏ đó nó lanh lợi lắm. Thôi, má vào dùng điểm tâm để nguội hết rồi nha. Cậu, 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 mở hai tới. Kìa Lan Anh, em về hồi nào vậy? Em về đến bỏ đồ đạc ở nhà là em chạy vội đến đây ngay đó. Sao em không báo để anh đi đón em? Em biết anh bận nhiều việc nên em không dám báo. Bận nhiều việc đến đâu, em báo là anh cũng phải thu xếp để đón em ngay. Thiệt không đó? Sao lại không thiệt? Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Ai vậy anh? Để anh giới thiệu. Đây là Lan Anh, vị hôn thê của anh. Còn đây là Thu, em gái của anh. Hân hạnh được biết chị. Em gái của anh đây hả? Anh có em gái hồi nào vậy cà? Lan Anh, con mới về đó hả? Cha thứ má, con mới về. Đi du lịch chơi vui vẻ hả con? Còn anh chị Xui khỏe không? Dạ, ba má con vẫn khỏe.
con xẻ cam xong rồi. Dạ mời má, mời anh, mời chị. Để đó đi con, sao không để cho thằng ba nó làm? Em gái con đó, má mới nuôi em con độ hơn tháng nay hà. Dạ con biết rồi. Ủa, sao con mới về đã biết rồi? Thằng Tuấn con trai mà cũng mau miệng dữ ha. Dạ con biết hồi con ở bên Hồng Kông lận kìa. Lan Anh, em nói em ở Hồng Kông mà em biết ở bên này rồi hả? Hay quá vậy ta. Dạ thưa má, lúc con ở Hồng Kông, con đã được thơ bạn con, nó báo cho con hay rằng anh Tuấn mới có em nuôi. Chắc là mà chứ má sức mấy mà con ghen, con tức nói nghe chơi chứ con đâu cần làm anh. Dù con muốn nói gì em cũng nên nói năng cho phải phép. Cái thứ bá dơ mà quý báo gì mà tôi phải bận lòng lo nghĩ. Lan Anh à, đời nay đâu cấm em hồn hào với má, dù sao mình cũng đính hôn, em cùng thân dâu con với mẹ chồng nên giữ phép. Tuấn à, thôi con đừng có âm sầm, tại Lan Anh đón đi xa vừa mới về, vợ chồng cần nên tha thứ để lo dưỡng nuôi ân tình. Vợ chồng là tình nghĩa trăm năm, chớ nên do chuyện nhỏ gây dở dang một đời. Lan Anh thì mình nhan sắc cao sang, xem khinh con với má không giữ lời dịu dàng. Mặc dù đã đến nước hãy vui là cổ tới, không thì cổ cứ đi du lịch hoài. Lan Anh đâu có bao giờ nghĩ con vui hay buồn, cứ buộc là chiều dung mãi không thôi. Con không ngại điều ga lăng nhưng khổ má thì không được đâu. Vậy khi chưa vợ chồng anh vui đi cũng là vừa. Em à, vợ chồng là chuyện anh chẳng muốn bao giờ. Anh khuyên em suy càng kéo giọt nước làm càng ly, chia biệt chỉ đau lòng. Nè, anh đừng có hăm dọa nghe. Tuấn, như vậy tôi có nói sai đâu. Má biết anh đã chán tôi nên đã nuôi sẵn cho anh một cô em gái, để mai mốt đây chưa tới buổi kết hôn anh có chán chê tình cũ thì cũng có sẵn lương duyên để cho anh nên nghĩa. Lan Anh, đừng cả vô lắm miệng em che đầy âm mưu đi tiếng âm thầm. Lan Anh à, Tuấn, đừng nóng. Có lẽ tại Lan Anh đi xa về mệt nên trong lòng mới sanh ra điều dễ giận dễ gây. Hai đứa sắp cưới rồi cũng hãy nhìn nó đi, đâu phải lỡ dẫm phân là đem chân đi. Anh muốn gì cứ nói ra là em chấp nhận, đừng có dùng âm mưu quá cầu rút giá để hè. Lan Anh à, bất cứ chuyện gì em cần nói cần bàn em có quyền, nhưng anh không cho phép em nói cái kiểu hỗn láo này. Nghe mày nói chứ, má khuyên hai đứa con đừng đôi co thêm buồn, cơm sôi thì bớt lửa nó sẽ
không hay. Chồng giận gì vợ những lời, dành hơn thua nào có lời chi. Khi mới yêu nhau thường không nhìn ra sự thật, lúc thân mật vợ chồng lòi hết tánh kinh người. Lan anh thường hôm của bờ sang vào nên giường khinh mẹ con anh. Nói cho anh biết em chặt bỏ đâu, anh đừng dội lên mặt làm chồng mà anh em. Phải thì cùng ăn ở thành duyên nên nợ, không phải thì đường ai lấy bước. Thời nay đâu phải thời xưa, người phụ nữ có quyền bình đẳng, đừng mong áp dụng gì đồ vô sướng vô tình. Lan anh à, anh xin lỗi em, xin em hãy nghe lời. Em nhìn kìa, má anh buồn rơm rơm lại. Nếu còn thương anh xin em nên giận chớ cầu mong. Má, anh tốt chị Lan Anh, đừng ai phải giận nhau. Chỉ vì con bé mồ côi mà sinh ra điều không tốt. Chị Lan Anh, đừng nghe lòng má giả tuân. Chỉ vì thương em chớ không hề có giả tâm. Chi không được làm người sao được. Còn tôi không biết ăn nói ngọt ngào nên người ta ghét tôi. Tôi không thể giả dối hồ ly tinh như cô. Em xin chị đừng có nghi hoang em mà. Số em nghèo dưỡng thân cũng côi, đâu dám mơ thèm thèn buồn. Nhờ mẹ thương mất em suốt kiếp em bằng sổ như hoa tàn thời gian. Trời xanh chứng gì tình duyên có đâu hồ điệp mộng quy ương duyên càng năm còn hay chăng. Nếu là duyên số tình còn đành, em nói thật thêm một lần nữa, anh với má muốn chống luôn em cũng xin chấp nhận chẳng than phiền. Lan anh xin em đừng nói lời vướng bình ngựa trang nhà em vào kiến anh về xanh mặt. Cảm chuyện hôn nhân của hai ta em trọn quyền quyết định, còn mà em với anh chẳng hề có lòng giống cô sai hoa. Thôi hai đứa nói chuyện đi, má với con Thu ra làm sao bếp coi nấu món gì á. Thôi em về đó. Lan Anh nói về Thu như thế có đúng không? Thu, một người con gái có hành tung mờ ám hay một thiếu nữ đáng thương, là nhức đầu. Alo, phòng điều tra đó hả? Có anh Hùng đó không? Nhưng tôi đây, à Tuấn đây. Sao? Có tin thêm gì vụ cướp tối qua không? Hả? Bắt được hai người hả? À, nhắc anh Hải phải điều tra khéo léo nhé. Giờ, tôi đến ngay. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trái tim đã nhiều lần hồi hộp chạy trốn tiếng dài. Một trái tim. Dạ. Ô, ở kia mở ngay. Họ đâu hết rồi chú? Dạ thưa mở ngay. Dạ họ dùng cơm ở phòng ăn á. Dạ mở ngay có cần gì để tôi báo lại ạ? Dạ. Thôi khỏi cần. Tôi muốn hỏi chú thôi. Sao? Việc tôi nhờ chú có lo không? Dạ có. Nhưng mà không có thấy gì hết á. Dạ. Vậy là chú dở quá à. Tôi quả quyết con nhỏ đó là hạng bất lương. Chú phải nghe tôi. Nè, chú có thương bà và cậu Tuấn không? Dạ thương. Dạ thương nhiều lắm chứ cô. Như tôi nè, hồi năm đó đó, bà về xứ thấy hoàn cảnh của tôi cúc coi nghèo khổ quá, bà mới đem tôi lên ở trong nhà này hồi tôi mới lên đây. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu, tới nay đã lớn con, bà già cậu cũng chẳng có đổi thay, vẫn tử tế một mực mà thôi. Bà già cậu hai lúc nào cũng có lòng nhân hậu. Chú lên đây bà coi mướn người làm, chú như làm mướn để lanh tiền. Đành là vậy, nếu không phải bà và cậu hai, nếu tôi ở nhà bên kia,
tôi sẽ bị đào cha dạng cá cặn cơm thừa, đâu có được như ở nơi này. Bà dặn cậu hai hoài tôi như người thân thuộc, đừng xem tôi như kẻ ở làm công. Tôi chỉ muốn chú dò xét coi nó có cất giấu đồ đạc giấy tờ gì ở đâu không. À nè, chú lấy ít tiền này mà xài, ráng thức vài đêm giúp tôi đi. Tôi nói thiệt, có bằng cớ tóm cổ nó được, tôi thưởng chú 100.000 liền. Dạ dạ thưa mợ, mợ dạ mợ cho tiền chi hoài vậy mợ? Dạ tôi không có phải là người ham tiền đâu, nhưng mà tại vì tôi muốn giúp cho mợ thôi, tại vì tôi thương. Thôi đừng cho thì mợ, cất đi mà. Dạ cất dạ, đi. Dạ kỳ lắm dạ. Thôi không cất thì tôi cất nha. À, dạ 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 không không không. Dạ đừng cất, để em cất. Dạ làm em sợ mất hoài. Mợ, dạ. Chú thiệt ạ. À. Dạ. Thôi cảm ơn chú nha. Dạ. Chú ráng lo đi, tôi về. Nè, nhớ đừng có nói với bà là có tôi lại đây nha. Dạ. Trời ơi, tiền bạc vô như gì hoài, rồi làm sao mình xài cho hết. Chú ba à. Chú ba nói chuyện với ai ngoài này vậy chú ba? Đâu có ai, không có ai hết. Vậy mà tôi biết có đó nha. Có hồi nào. Trời ơi, cô hay giỡn ha, cô giỡn hoài. Giỡn sao được giỡn, một người con gái phải không? Hả? Họ xức cái mùi dầu gì tôi còn biết nữa đó. Nè, phải họ xài cái mùi dầu Chanel không? Hay quá, hay quá. Hồi nãy giờ rình phải không? Hồi nãy tới giờ rình nè. Ai ở không như chú, đi giúp chú đi rình. Tôi chỉ cần đeo cặp mắt là thấy hết những gì. Chỉ ngồi tại nhà đây là biết việc gần xa. Có thật vậy không? Cô nói nghe dễ sợ, người đâu mà bí mật. Cô có phải là ma nên biến quá thần thông? Không phải là ma quỷ, tôi vốn tin chồn. Trời ơi, tới đây để phá cho chú thoát khùng. Trời ơi, ghê quá. Nếu mà không tin, tôi biến quá chú coi. Ê, đừng giận cô Thu ơi. Cô mà biết thật, chắc tôi phải vào mà nhìn. Nói chơi cho vui, đừng giận nghe chú ba. Đâu có giận gì cô Thu đâu. Tại sao cô biết được? Cô nói tôi nghe thử coi. Có gì đâu, tôi vừa bước ra là tôi nghe cái mùi dầu thơm liền, cho nên là tôi chận đầu chận đuôi chú vậy mà. Ủa vậy là hồi nãy giờ cô chận đầu tôi đó hả? Trời ơi, tại sao mình lại để cho người ta chận đầu mình vậy? Hay, tôi phục cô sát đắt luôn á. Mà bà và cậu ăn cơm xong chưa vậy cô? Cũng gần xong rồi chú ơi. Dạ. Bữa nay tôi nhờ chú một việc nha. Thì việc gì cô cứ nói đi. Không có gì quan trọng đâu, chỉ là chú đợi bà nhà với anh Tuấn ăn xong á thì dọn dẹp giùm tôi chạy tuốt ra một chợ chút xíu tôi về liền à. Rồi. Nếu như mà bà có hỏi á sao? Thì chú nói là tôi đi tìm nhà bà cô của tôi nha. Ha, có hỏi thì nói, không hỏi thì thôi nghe chú. Nè chú ba cầm lấy chút đỉnh này hút thuốc ha. Cô đi thì công việc tôi lo chứ nhờ nổi gì. Cô đi đâu vậy? Tôi đi đây chút với tôi về hả? Tại vì tôi không muốn má tôi với anh Tuấn biết, cho nên là tôi mới nhờ chú vậy đó. Vậy thì tôi không có nói ha. Tôi thì nhưng mà đưa này đây, đưa này. Nói không à, không có đưa gì hết trơn à. Rồi, cô đi lẹ đi, lẹ nghe con ha. Tôi đi nha, cảm ơn chú nha. Số mình hên. Trời ơi, ăn lo lót hoài. Ý cổ đi mà mình không có theo thì làm sao mà báo cáo được với cô Lan Anh, phải không? Cái chuyện tiền thì cho thì cái chuyện đó lấy, nhưng mà cái con ông được phải đi theo chứ. Anh ba, anh định đi đâu đó? Dạ đi đâu? Đi đâu? Định khép cái cửa lại để ra làm sao dọn dẹp giùm cho cô Thu. Ủa, cô Thu đâu rồi anh? Dạ cổ mới vừa chạy chắc là cổ chạy ra ngoài vườn á. Dạ để tôi lo giùm cổ một bữa, bắt cổ dẹp hoài tội chết á. Xong rồi chúng mang cà phê ra giùm tôi nha. Dạ thưa cậu, cà phê đấy cậu. Cảm ơn. Ủa sao nhanh vậy? Mệt quá. Kìa Thu à, em đi đâu về mà hớt hải vậy? Dạ rõ ràng tôi bắt được tại trận rồi, hết còn chối nữa nghe. Việc gì vậy Lan Anh? Anh là một sĩ quan cảnh sát, nổi tiếng về tinh thần trách nhiệm, vậy mà trong việc này anh không biết gì hết á. Nè, anh có biết cô em gái yêu quý của anh đi đâu không? Tôi theo dõi cô ta ráo riết mấy ngày rồi, hôm nay bị bắt gặp đó. Thả
hả? Gặp việc gì vậy Mợ Hai? Cô ta đi qua đi lại trước quán bướm vàng. Em đi đâu vậy Thu? Dạ em đi hẹn hò với đồng bọn chứ đi đâu. Anh ngây thơ quá à. Họ có nói thật với anh đâu mà anh hỏi. Được rồi, Lăng Anh cứ nói tiếp đi. Em theo dõi cô ta tới đó thì thấy có một cô cũng trạc tuổi cô ta tới, mặt mũi lắm la lắm lét, ngó trước ngó sau, rồi đưa cho cô ta một gói giấy. Gói này nè. Em nhảy xuống xe chạy lại. Cô ta vừa thấy em lật đật lên xe xích lô đi liền. Em đuổi theo đến ngã tư thì bị kẹt đèn đỏ, thành ra đến sau em tức muốn chết vậy đó. Em Thu vừa bước vô nhà là Lăng Anh đến. À, thì đâu có trước sau gì đâu. Thôi anh nói im đi, tôi biết hãy nói ra là anh vinh dự. Nếu nó thẳng dài thì tại sao bỏ chạy? Cô cầm gói gì cô hãy mau bỏ ra, nếu không tôi mời cảnh sát lên bắt cô. Đừng xáo gian che mắt lừa dối người ta. Dù có tội gì em Thu cũng đang ở nhà tôi, thì việc hỏi cha này đâu đến phần của Lan Anh. Cô không nên gì ích kỷ cá nhân, trút hận lên đầu một cô gái đáng thương. Tôi có bổn phận giúp chánh quyền truy bắt kẻ gian. Anh chớ vì chút tình ái thương duyên mà quên cả uy quyền và bổn phận của anh. Cảm ơn Lan Anh. Cô giúp chính quyền là việc tốt, nhưng Lan Anh đâu có quyền rượt bắt người khi không có bằng cớ. Còn Thu, em đi đâu mà không cho má và anh hay chứ? Em xin lỗi anh, tại em tính đi một chút cho nên em không có cho má hay. Em có nhờ chú Ba dọn dẹp giùm em một bữa để em đi tìm thử cô em của em á. Em của cô ở quán bướm vàng à? Lan Anh, đừng ngắt lời Thu. Ban đầu em định đi hỏi thăm tin cô em, nhưng sợ đi lâu ở nhà má đợi cho nên lật đật quay về. Đến trước quán thì em gặp bạn của em. Hôm tuần trước em nhờ nó mua một món đồ, nó đưa đồ cho em, em lật đật đi liền, chứ em đâu có đi chỗ nào khác nữa đâu anh. Em đâu có đi. Thật là lanh lợi và xảo quyệt. Vậy cũng được đi, nhưng tại sao cô vừa thấy tôi cô lại chạy lên xe xích lô một cách hối hả như vậy? Tôi có thấy cô nào đâu. Vừa mua đồ xong tôi sực nhớ là tôi lén má với anh Tuấn, cho nên tôi lật đật tôi về chứ bộ. Em mua đồ gì đó? Em cứ mở ra cho mọi người hết thắc mắc đi em. Dạ, em mở nè. Wow. Chú ba làm gì vậy? Chú ba để cho con mở ra, để người ta nghi quan con thì chú thấy không? Để con mở ra. Không mấy con để trên bàn đó, chú muốn mở hay không mở đó tùy chú. Yes sir. Thì cha trả, quy tay thì quy tay. Trời ơi, trong cái gói này rõ ràng là một sắp giải siêu trắng tinh với 4 ống chỉ màu và 3 cuộn len màu rượu chát. Dạ chả, tại sao? Ui lạ quá, không hiểu gì hết. Thôi nó đi. Ủa, tại sao kỳ lạ vậy kìa? Thu à, em mua giải với len chi mà nhiều vậy Thu? Dạ, em định đan cho má cái khăn tròn và thiêu khăn tay cho... Cho ông sếp trẻ tuổi đẹp trai chứ gì. Tôi không ngờ cô lại ranh ma đến thế. Thật là đầy đủ mánh khóe. Ui, thật là đáng sợ mà. Đâu có gì đáng sợ đâu chị. Chị quen sống trong nhung lụa, chị ít thấy cuộc đời thực tế còn biết bao nhiêu là kinh hoàng. Đúng là như vậy. Trên đời người đồ nhanh quang du, trên ngày đi mộng từng lá mù, những tim đời đắp lời hoang phê. Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê, dưới dòng đôi một từng nắng mù, dưới chân ngài cỏ xót xa đưa. Thưa cô, cô có phước được sinh ra trong một gia đình quyền quý. Xin cô đừng miệt thị khinh khi hạng người bần khô. Họ cũng là một con người trên nhân thế, có một trái tim và cũng có một về
bất hạnh nên sinh ra ở xó chợ đầu đường, không áo ấm che thân, không ai liều tạm trú, lăn lóc bụi đời thiếu bàn tay dạy dỗ chăm non. Còn cô thì gánh dốc lụa là xuống ngựa lên xe, đến đâu biết gì đến cạnh đôi con thiếu hàng. Lời lẽ ta tình ta cạnh trái quyến rũ người anh tuổi trẻ tuổi phải là gần người đã đến và tôi sẽ về bên kia núi, từng câu nói là từng cánh đường giống bụi trời. Còn lại tiếng cười không giữa đời. Lan Anh mong rằng em đừng nên đai nghiến nhau chỉ vì ghen tuông. Người người thương nhau đâu y bất lương, cũng phận má hồng cái nghiệp làm chi. Anh Tuấn, anh nói tôi cay nghiệt, phải mà. Nếu có nói ra anh sẽ dựng lên ý niệm vô tư của người thừa hành luật pháp để che đậy tình cảm riêng tư trong lòng anh đang dậy sông. Trước mắt anh giờ đây ẩn hiện bóng dáng hồ ly yêu mị, nên anh đã quên hết những gì yêu thương hò hẹn, quên lời mẹ cha đính ước chuyện châu trần. Tôi khuyên Lan Anh nên trở về vị trí của một cô gái ngoan hiền. Tôi không phải là tín đồ đến đây để nghe thuyết pháp, mà tôi đến đây với đầy đủ quyền lực đánh đuổi hồ ly ra khỏi trái tim anh. Nó đã khuyên rủ anh quên cả thân danh, quên cả người yêu và bổn phận làm chồng. Không, em không thể đuổi Thu ra khỏi nhà này, vì Thu là đứa con gái nuôi mà má đã thương yêu nhìn nhận. Vậy là anh đã sai mê nó nên hết lòng bảo vệ. Chuyện hôn nhân của hai đứa mình xin chấm dứt tại đây. Tôi đi. Mai, đừng cản, để cho cô đi. Tôi cấm anh không được nói cho má tôi biết. Anh Tuấn đừng làm như vậy. Thu à, em đừng mặc cảm với anh. Hà ba đành chia tay chôn lấy bao nhớ thương, thương khổ đau sung dây lầm tình em đã dối gian thì đau khổ nào. Anh hứa rằng dù em thế nào anh cũng nguyện lòng không đổi đời. Biết làm thế nào trả ơn trả nghĩa cho anh, chỉ có cái chết. Thu à, em đừng có nói bậy. Cái gì mà phải chết lần miệng, là em thành thật với ma với anh là quá đủ rồi. Em sẽ hy sinh cả cuộc đời vì anh, em sẽ quyết tâm giữ tròn chung quy. Tiếc thay quá buồn không có ngày gần nhau, vậy ta thành tròn câu ai đâu nở ra kia. Phải đây mùa nhớ thương nhau, chim ngoài ngọn gió qua đầu cành. Tiếc yêu là khổ có thừa, hình dung cho lắm tương tư lại nhiều. Anh cũng của em.
Cô kia, cô làm cái gì mà dòm ngó vô nhà người ta chăm chăm vậy hả? Lạ chưa, nhà người ta chứ bộ nhà ông sao mà ông thắc mắc. Gì, cô kêu tôi bằng ông hả? Không chịu ông hả? Vậy thì bác chịu không? Trời đất quỷ thần ơi, bộ người ta già lắm sao mà hết ông rồi chú, hết chú rồi bác. À mà thôi, cái gì cũng được. Cô hãy trả lời, nếu có chuyện gì cứ lại qua, ngó tới ngó lùi tinh trộm đạo. Có lòng thì cô điều thiệt, bằng không chịu tay tính quyền bắt liền đi tù. Anh tôi nạp thiệt, đừng học vũ khí. Nghe thiệt sợ, xin người tha mạng. Thấy cô quay quay đẹp, tại sao đeo theo cái nghề tệ như vậy? Tôi tìm bạn mấy ngày không gặp, nên qua lại chớ nào trộm đạo. Quá ơi ông địa, xui khi gặp anh kiểu này chết thật rồi. Gì cô nói sao? Cô tìm bạn ở trong cái nhà này hả? Ai? Tôi cũng không biết nữa. Trời ơi, bộ giỡn mặt với tôi phải không? Tôi nói cho cô biết nha, giỡn mặt với tôi là khó làm việc đó nha. Nói tìm bạn mà cô không biết là ai là sao? Là cô muốn tìm ông sếp của tôi phải không? À, để tôi kêu ổng nha. À, dạ không có phải đâu. Ê, chạy, đứng lại. Xin anh đừng có bắt em tội nghiệp. Em thật tình đi tìm bạn mà. Nó đúng là đang ở nhà này nè. Nhưng mà nó dặn em giấu đừng có nói là quen nó. Nên em đâu có dám nói. Sao lại không dám nói? Sao lại phải giấu? Làm gì phải giấu, bộ có âm mưu gì hả? Dạ không gì? Không. Sao? Nó dặn em giấu đừng quen nó. Là tại vì em trông tả tơi nghèo xấu, không giống như một cô gái ngoan hiền. Người ta gặp bé gây nó lắm luyện phiền, nhưng vì em có chuyện cần phải gặp nó mới xong. Xin anh vui lòng giúp em, nói câu em sẽ đi. Vậy là tôi biết rồi, cô bạn đó tên Thu. Dạ đúng rồi. Cô ta cùng xa xơ xỉu dưới mưa ở sân nhà này, được bà và cậu tôi thương tình, còn nhận là con nuôi. Ngày nay cô khinh bạc khi cô đã lột xa thai hình. Qua lăng cảnh bất bình, đành phải vậy mà thôi. Cô ơi, cô đừng phí lời bào chữa cho cô bạn vô tình ấy nữa. Trước đây tôi rất thương cô Thu vì thấy cô Thu hiền lương nhân hậu, nhưng hôm nay khi nghe cô nói tôi lại chán chường khinh ghét cái thứ phụ nghĩa dâm tình. Là bạn với nhau sao lại chẳng nhận, chưa giàu sang đã quên lúc cơ hàng khốn khó, che giấu tâm tính mình để tập tợn leo thang. Gà lôi mang lớp con ông, tự mình là đẹp đi giống đi già. Trời ơi, chưa kia đã lên án các cha như vậy, nó cũng chỉ là thôi đang nhờ đầu, chưa có gì đâu mà ủa biết khổ nè, có nhìn không? Lỡ miệng thì nói, tôi nói một tiếng tôi không nói ai hết đâu. Chú ba, con Lệ này là bạn thân của tôi mà. Ủa vậy sao? Chứ không phải đã dặn là phải giấu tâm tích bạn bè hả? Đồ mất gốc. Chú ba, chú nói gì tôi không hiểu. Tôi muốn nói đến chuyện nhân tình hấp dẫn người ta, hồi nào cũng sát sơn con chó gà. Nay được ấm sạch nó cơm quên tình quên nghĩa, khi bằng lần chậm phú quên hết bạn bè. Nói gì tao vậy chú ba vậy? Để chú chửi xin chửi xé đằng này. Dạ không phải con Thu nó không nhìn bạn bè, mà tại tôi sợ, tôi sát sơ làm cho nó khổ lụy mà thôi. Được vậy thì tốt, giờ tôi xin phép được cáo lui để cho hai người được tự do hàn huyên tâm sự. Chú ba, tôi cũng có những điều khó nói, vì lo lắng cho nhau nên mới khiến cho chú.
À thôi được rồi, bây giờ để tôi vô cho hai người nói chuyện nha. Chào. Chú ơi, chú đóng cửa luôn giùm tôi nha. Má tôi có hỏi thì chú nói là tôi đi chợ một chút nha chú. Lệ, mày tìm tao có chuyện gì không? Nếu không có tao tìm tới mày làm gì cho lộ bí mật hết. Chuyện gì vậy, nói đi. Trước hết, anh Hùng biểu tao nhắn lời khen mày đã khéo léo áp dụng phương pháp nhập nha một cách hoàn hảo hơn cả dự định. Anh nói theo dự án ban đầu, chỉ cần mày tạo được lòng thương hại của chủ nhà nhận mày làm người giúp việc, để áp dụng kế hoạch ngoại ứng nội công, mày thực hiện đắc hơn, được nhận làm con nuôi dưỡng nữ nhà giàu. Như vậy, chủ nhà sẽ tin hơn, cô giúp việc làm công, kế hoạch cướp tiền vàng mày sớm mau thực hiện đúng lễ Giáng sinh này. Trời ơi, sao mà sớm quá vậy? Sao mày lo âu? Không có sớm đâu. Kế hoạch bước đầu mày thi hành trọn vẹn, thì bước thứ hai phải tới mà thôi. Nhưng mà tao e chẳng chu đáo được đâu. Mày nói anh Hùng hẹn việc khác có được không Lệ? Kìa Thu, dường như mày ưu tư bấn loạn. Mày nhớ anh Hùng ác độc, mày chớ có nói thôi. Chỉ e mất mạng hay lưới tình mày lâm lụy. Không, không có đâu. Nhưng tao còn khổ gấp vạn lần. Hai đứa em trai tao, đứa nhỏ tập nguyện, đứa lớn tao đang lo học nghề, để sau này nuôi thân. Tao mong lần này thành công mãi thoát được, chớ đợi tụi mình đang chờ giật lắm hiểm nguy. Tao hiểu tụi mình suốt đời làm thân đâu ngựa, chết với một tù sẵn đón chờ ta. Thôi sông gió đời tàn nhẫn phủ xuống đầu tao, tao còn có hai em chờ tao lo săn sóc từ một cô gái hiền lương làm ăn chân chất. Tao đã trở thành một loại ký sinh trùng sống ngoài lề xã hội dối thế hại, những lang thang đầu đường xó chợ cho thiên hạ khinh thường. Nhiều lúc tao buông thoáng xa khỏi nọc răng hàng hùng, nhưng tay chốt là nhận tiền bạc của người ta. Dầu họ là ai, tao cũng không thể nào bạc nghĩa vô ơn. Đã lỡ leo lưng cọp, nếu mình muốn có thân thì chỉ có cái chết mới mong rằng thoát. Tao thì tao không dám nghĩ đến điều quỷ gì, vì còn hai đứa em cô đang đợi đang chờ. Còn hai ngày nữa tao phải quyết định đời mình, một là mãi mãi ra đi, hay là trốn đời ở lại. Nhưng tao thấy mình có mà chọn cho mình một định số, khi chúng ta đã là chuyến ngoài ngọn gió qua đầu cành. Giả biệt mày. Lệ, Lệ. Cuộc tình gì sao dở dại, ân tình này đã phai tàn. Giọt sương rơi trên chiếc lá đang chờ mùa đông lạnh.
Thu à. Má, má dậy rồi hả má? Để con vào con lo điểm tâm cho má. Không cần gấp con à. Hồi hôm má thấy khuya rồi mà con vẫn còn ngồi đan áo. Sáng lại dậy sớm người đan nữa. Đan chi mà gấp vậy? Coi chừng bệnh sao con. Má à, trời mùa đông lạnh lắm, con muốn đan cho rồi cái áo cho má và cho anh Tuấn nữa. Ôi, má thiếu gì áo. Thôi, con đan cho thằng Tuấn đi. Má ơi, áo của con em Thu đan rồi nè má. Thì áo má từ từ cũng được mà, cần gì gấp. Con muốn thấy cái áo má mặc tự tay con đan, con sợ rằng không kịp nữa. Ủa, sao sao con lại nói gì không kịp vậy Thu? Dạ. Bộ có chuyện gì sao con? Dạ, dạ không có đâu má. Không có mà sao em lại buồn, dường như là em rơi nước mắt nữa kìa. Thu à, em đừng buồn nữa. Em buồn nhé. Buồn như diều đầy, không có ai cùng đàn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Thu hai nắng nắng kia con gần khóc nửa để má phải đau lòng con có nỗi khổ vì hai nói cho má nghe con chớ con cứ nhắc mãi đến chuyện bèo mấy tan hộp khi má và thầm Tuấn lúc nào cũng xem con như ruột. Con mãi mãi là đứa con gái mà má yêu má quý, má từng tiêu như ngọc như vàng. Mà thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho má cuộc sống an nhàn, được tuổi xây chiều có con bên cạnh, sáng sớm đỡ đần thầm tình mồ côi. Mà định khi thằng Tuấn nó cưới Lan Anh, nó cũng sẽ chọn cho con một người chồng xinh đẹp. Bây giờ là 22 giờ. Đời bên má, con đừng tuổi buồn vì lo nghĩ chuyện một. Lòng ta thương con, quá cao vời như núi Thái Sơn, như suối buồn như biển cả. Thầm con mang trọn kiếp trọn đời, dẫu cho chết đi cũng không sao bù đắp được. Em đã là con nói chi ân nợ, má thương con thì thương cả lòng mình. Em đừng lo nghĩ thành ra sao mẹ không vui. Anh khuyên em hãy an tâm, bỏ đi hết những ngu ẩn hận tiền. Em còn lo nghĩ thì không coi là tình thân mẫu tử. Phải giữ trọn lòng thương mẹ, coi như con ruột trong nhà.
thì đâu dễ bước lìa nhau. Đừng bàn nữa, hãy vào trong mà lo ăn sáng. Mẹ con ta cùng bàn lễ Giáng sinh năm này. Lễ Giáng sinh năm nào cũng vậy, tới đêm Noel đúng vào 12 giờ khuya là thằng Tuấn mới về ăn rời với dân với má. Mà nghĩ năm nay chắc nhà mình vui hơn đó, vì đã có thêm người bởi năm nay có mặt con. Thôi, vô hai con. Dạ, má vô trước đi, để con dọn dẹp xong cái rồi con vô sau. Ừ, con cũng vậy, con chờ em Thu. Hai anh em bay nhớ à, nghe không? Dạ. Dạ. Anh Tuấn à, em nghe má nói hễ năm nào cứ đến 12 giờ khuya, dù bận gì anh cũng về ăn rượu dông với má, phải không anh? À, đúng vậy. Má nói theo tục lệ hồi còn ông ngoại lần em mà. À, mà có gì không em? Sao hễ em hỏi anh có cái gì không, anh hỏi lại em có gì không à? Sao kỳ vậy? À, Thu à, em đừng giấu anh có được không? Em có giấu anh gì đâu. Mấy hôm nay anh thấy em có gì là lạ. Thường hay ngồi trước băng đá mà suy tư ngỡ ngần một. Mình mắt nhìn mãi tận đâu đâu. Trên dần xa suy tư như băng khoăn lo nghĩ chuyện gì. Lòng anh tự nhiên băn khoăn lo sợ, muốn em nói cho anh hiểu rõ ràng sự thật. Đã là tình nghĩa anh em đừng nên giấu anh chuyện gì. Nhà anh là đạo Phật, anh đâu có từng đi xem lễ. Còn có tiệc đêm Noel là thói quen của gia đình, anh sợ mình thay đổi rồi má buồn. Thôi, nếu má buồn thì thôi nha anh. Tuấn ơi, Tuấn à. À Tuấn. À, chuyện gì đó? Có tin tức rồi nè. Khả quan lắm. Khả quan lắm à? Mà chuyện gì vậy anh Khải? Đây là Thu, em gái của tôi. À, dạ xin phép em vào lo công chuyện nha. À Tuấn à, tôi nhớ ra rồi. Anh nhớ cái gì? Tôi nhớ kỹ là tôi có gặp em gái của anh rồi đó. Anh gặp rồi, mà anh gặp nó ở đâu? Một năm trước tôi gặp ở... Ở đâu? Ở công viên Văn Lang. Một cô gái bụi đời giống mặt cổ, chỉ khác có một người tóc ngắn tóc dài thôi à. Tôi cũng có cảm nghĩ như anh. Anh chắc chắn như vậy à? Tôi quả quyết như vậy mà. Vì lúc đó mặc dầu là cổ ăn mặc dơ bẩn lôi thôi, nhưng cổ có một nét đặc biệt lắm, gặp cổ rồi khó quên lắm anh à. Đúng ra thì hành tung của Thu cũng có vài điểm làm cho tôi suy nghĩ, nhưng thấy cổ săn sóc cho má con cho tôi rất là nhiệt tình, nên tôi không đành tâm mà xem cổ như những người gian manh. Tháng ngày chỉ mong để sống trọn vẹn với Thu, một cô gái vẹn toàn hương sắc đức hạnh đoan trang. Vừa mới gặp đã bàng hoàng ngơ ngẩn, nhưng chúng ta là những kẻ thừa hành luật pháp công chính. Liên minh đâu thể để cho tình duyên lôi cuốn vào trận tuyến mê. Xưa mỹ nhân đã đánh gục bao khắc anh hùng, sự nghiệp tiêu tan
mà lại còn quen ô cả thanh danh. Cũng như tôi từ lúc gặp cô thú tại nhà anh, tôi bàng hoàng chăn trở. Tôi muốn thi hành công vụ nhưng lòng không nỡ, vì nếu lầm người vô tội thì thiên thu di hận với bạn. Nếu mà chúng ta để cho cảm tình nâng áp, rồi xảy ra chuyện gì, biết nói thế nào cho vơi lòng mối tiếc. Cảm ơn anh đã gửi đến tôi. Mấy hôm nay như lửa đốt ruột gan, giữa lý và tình tôi vô cùng bối rối. Tuy trước mắt tôi thu rất dịu hiền, đối với má tôi nàng hết lòng tôn kính. Anh cứ yên tâm, dầu sao chúng ta cũng là bạn bè tri kỷ, tôi hứa giúp anh cho tròn lý vẹn tình. Cảm ơn cậu. À Khải à, việc tôi nhờ cậu mấy hôm nay có kết quả chưa? Việc gì? Việc theo dõi đám tà binh đó. Y cha, vậy mà tôi tưởng anh hôm rày bị chi phối nên anh quên chứ. Thì ra việc công tư lúc nào anh cũng xứng đáng là sếp của tôi mà. Thôi đừng dài dòng nữa, cậu cho tôi biết kết quả như thế nào. Dạ có rồi. Nắm chắc chưa? Dạ chắc chứ. Đám này năm ngoái bị truy lùng quá nên đã lãng đi từ lâu, sao hôm nay trở lại đây? Hình như là tụi nó muốn bám sát cái khu này nè. Gặp chúng tôi hả, tụi nó tản hàng đi tới khắc. Anh có điều gì cần phổ biến thêm không? Tôi được tin là chúng sẽ ra quân, sẽ ăn hàng đúng vào đêm Giáng sinh. Những chuyện này chẳng tiện nói ra ở đây, về văn phòng tôi báo cáo cậu hay liền, phải lập tức thi hành cho kịp đêm mai. Rõ. Em xin lỗi anh Hùng nha. Anh và Lệ đợi em có lâu không? Đâu có bao lâu, gần một tiếng đồng hồ thôi. Thu, kêu nước uống đi rồi nói chuyện. Cho hai ca coca đi. Sao, hơn tháng nay còn ra dáng quá ha. Ngon cơm ngọt canh rồi muốn làm con bà chủ tiệm vàng luôn phải không? Anh Hùng à, khi vạch ra kế hoạch anh có nghiên cứu kỹ tình hình không anh? Mày hỏi gì vậy? Em muốn biết anh có nghiên cứu tình hình hay không, có nghĩa là anh có biết con trai của người ta là cảnh sát hay không. Anh ấy là đội trưởng chuyện bắt cướp có tài, em mới vào đó rồi em mới biết. Nếu mày biết mày không không dám phải không? Mày muốn xỏ lá rồi phải không mày? Tao biết rất rành và muốn thử chúng ta. Đội của nó là sát binh của chúng ta. Lưng cọp đá leo mày không thể thụt lùi. Em muốn nói gì vậy mà em mới chậm ra tay. Thu, mày đã bị mua chuộc bởi thằng cảnh sát kia, nên quên đi chút bạn, quên cả trời gió xuân. Ngày xưa khi mày trôi nổi lạc lòng, chính tao đã gian tay cứu vớt thân mày, lại còn cho mày nhập bọn để dạy cho mày biết là việc làm ăn. Đã mấy năm giang hồ phiêu bạc, có bao giờ tôi Phật ý đại ca. Tao biết giờ đây mày muốn sanh tâm ngang ngược, nhưng hãy nghe tao ra lệnh nha mày. Mày làm không được á nha, thì mày phải bỏ mạng nha mày. Xin anh để nó từ từ liệu toan, nhà cao cửa rộng cũng có bề sông pha. Khó khăn chi cùng phải thi hành, vì bọn chúng ta tay đã trót nhúng chàm. Thu, mày hãy nghe cho rõ. Mày có dung nó thì thằng cảnh sát kia nó cũng chẳng tha cho bọn ta. Thằng Hổ, thằng Xê đã bị hạ trong tháng trước, băng nhóm mình phải trôi giạt khắp nơi. Anh Hùng, thôi anh nói rõ kế hoạch cho nó thi hành đi. Tụi tao đã nghiên cứu kỹ tình hình lắm rồi, nhất định phải đánh cướp tiệm vàng nhà nó và hạ nó trong đêm Noel này nè. Trời ơi, cướp mà còn giết ảnh nữa. Thế sao? Phải giết đứa ngăn đường cản lối của mình, mà chính tay mày phải giết nó. Hả? Nghe rõ chưa? Để dạ. Đưa cho nó khẩu súng nhỏ. Tao nói rõ nghe.
Noel là nó phải về với mẹ nó, chắc chắn không sai chạy. Đúng 12 giờ khuya, khi nghe tiếng tú kêu lên 3 tiếng, mày phải chuẩn bị thi hành. Phải bỏ thuốc mê cho cả nhà nó ăn, rồi chính tay mày bắn vào thái dương của nó. Mày nghe rõ chưa? Rõ. Sau 3 tiếng tú kêu 15 phút là bọn tao đột nhập vào nhà nó. Và chính mày, mày phải ra mở cửa đó, biết chưa? Dạ biết, thôi để em về kéo họ nghi. Mày nhớ kỹ nha, nếu đêm đó mày để lộ, thằng Tuấn không chết là mày, và cả chị em con Lệ cũng chết theo mày, nhớ chưa? Nhớ, dạ nhớ, nhớ, xin chào. Phải như vậy chứ. Cô ba, cô ba, cô đi đâu vậy đó cô ba? Ủa chú ba, chú kêu ai vậy? Thì kêu cô chứ kêu ai. Mỗi khi chú kêu tên, sao bữa nay chú kêu cô ba, cô tư, ai biết. Bà dặn á, bà dặn hãy cậu hai á, thì cô ba, cô là con gái của bà, đừng có kêu tên nữa, kêu vậy hổn lắm. Má tôi thiệt tình à. Hôm nay cô làm sao đâu á, sao suốt một buổi chiều á cô cứ đi tới đi lui, rồi cái người cô đi lui đi tới, cô đi qua đi lại, cô làm tôi theo dõi, cô muốn chóng mặt luôn. Có nghĩa là nãy giờ anh theo dõi tôi phải không? Tôi theo dõi cô. Ê đồng ơi, không có. Sao không có? Không phải cái cũng như là trời ơi, tại vì mến cô đó, rồi thấy cô vậy rồi cái tôi nhìn thử đó mà. Chứ trời ơi, ở chung một nhà ra vô thấy nhau mấy hôm nay cô lúc vui lúc buồn ai mà không biết. Em nói nghe nè, chắc là cô bệnh phải không? Cô bệnh phải không? Bệnh phải rồi. Bệnh hả? Bệnh hả? Cả tuần nay lận đó. Sao? Tôi mệt mỏi làm sao đâu á. Người thấy không, tôi biết mà. Có lẽ là tôi sắp lột xác rồi đó. Gì? Gì lột xác? Trời. Chú ba biết không, tôi vốn thiệt là cố tình cho. Trời ơi trời. Trời đài đỏ xuống trận giá. Má ơi, kỳ vậy. Chịu trăm ngàn nỗi gian nan, giờ đây tôi muốn quay về nơi ở xưa. Giấu tôi đừng. Trời ơi, đừng nên nhắc tôi làm gì. Kìa anh ba, đã xảy ra chuyện gì? Cô ba cổ đã điên rồi, cậu hai về rồi nên đem cổ đi nhà thương. Trời ơi, tôi sợ quá. Thu, em lại chọc anh ba nữa phải không? Trời ơi, cậu Tuấn, có một mình tôi với cổ à. Mà cậu nghĩ coi, cổ nói cổ sắp lột lột cái xác quá trồn. Trời ơi, gặp cậu đó, cậu ở đây mình không có sợ không? Năm nay là năm mấy rồi mà còn tin vào ma quỷ yêu tinh? Chú coi phim ma rút rồi chú lậm đó nha. Nam tử đại trượng phu gì mà nhát như thỏ vậy? Thôi lên lầu coi má tôi có dặn gì không. Nói xàm không à? Phải rồi, nói xàm. Trời ơi, nói xàm với trời Phật à, đất địa đây có linh thiêng á. Cho cổ khóa ra cái con trồn rồi lúc đó tôi cho là được cái kêu cứu của tôi nha. Trời ơi, nhìn làm gì ấy? Sợ chứ cái gì? Chú ba nhát mà cứ chọc chú ba hoài à. Nè coi chừng chú đồn ra rồi thiên hạ bu lại coi sập nhà luôn đó nha em. Có đâu anh. Anh Tuấn. Chào em. Lâu quá mới gặp em. Em vui chứ? Anh nói với em như vậy đó hả? Nói như vậy có nghĩa là em không gặp anh là anh vui lắm phải không? Thôi, em đừng có kiếm chuyện với anh hoài. Đâu phải là em kiếm chuyện, lại là em tức anh đó. Lần nào nói chuyện với em không có lời nào âu yếm hết à. Anh có nhược điểm đó. Thương yêu em là anh để trong lòng nè. Còn lời quá mỹ ngọt ngào, anh xin dành để cho ai nhớ. Yêu anh nếu cần lời quá mỹ trên môi, thì thôi anh đành chịu mất em rồi. Sơ sơ tình yêu bằng tấm lòng mật ngọt, cho lời nói ngọt ngào anh không làm được. Phải hiểu tánh anh thì em đã hiểu rồi. Hiểu rồi anh em
còn công việc ngập dài, lại cũng còn mặc cảm nhà anh chẳng bằng em. Kìa, Lan Anh, con mới đến chơi đó hả? Anh chị bên nhà có khỏe không con? Dạ, ba má con khỏe. Ba má con biểu con phải mang quà Noel biếu mẹ nè. Thôi, cho má gửi lời cảm ơn anh chị xui nha. Nè, mẹ biết không, hôm đó tức quá à. Con về thuật lại chuyện xảy ra ở đây, tưởng là ba má con binh con, ai dè ổng la con một mắt. Ba còn la mắng mẹ con nữa, nói rằng tại mẹ con nuông chiều con mới hư, con hốn gây chồng con gây má, mẹ cha thì nên sang nhà ngỏ lời thà, mẹ không để lòng. Thêm tình yêu tươi thắm nào đâu có gì mà làm anh chỉ bằng lòng. Anh Tuấn, giờ sang lần này em cũng xin anh chớ buồn, ba vốn luôn chiều em nên sinh khó tánh, vì em hơn ghen chớ lòng không hề đổi. Kẻ sân tâm phản bội quên lời mẹ cha đến nước, nhưng do thái độ của em khinh thường người ba quốc tự ái, đàn ông anh không chịu được nên anh cứ mãi đắn đo về tương lai hạnh phúc, nếu mai sau chúng ta nên già nên chồng. Hai nhà có thể coi là hồ đôi muốn đăng, sẽ xảy ra cảnh trong đang xuôi kèm hồi ngược, lúc đó hai đứa nặng lòng mà cha mẹ cũng không vui. Anh muốn bàn với em nên quản lễ cưới đôi năm, để mình tự hiểu lòng mình cũng đâu là quá muộn. Tuổi xuân của em đâu phải như anh mà chờ mà đợi, duyên con gái chỉ được một lần, khổ sắc. Cho thu với em anh thật đã cạn lòng yêu, tại vì ca ma biểu đến đây anh đừng có sẻ kinh em, cái câu quan lại giữa hành hôn nhân khác chi nước ta mặt mày em đây. Làm anh à, em đừng nóng giận mà không chịu xét suy thiệt. Người xưa nói đúng quá mà. Nói đúng cái gì chứ? À, người xưa nói là chiếm thành độc lý còn dễ hơn là chiếm lòng của ai? Của một người đã được sanh ra trong những đám son vàng. Từ thở sanh cho tới lúc lớn khôn, em đòi gì được nấy, cho nên em nuôi dưỡng lòng tự cao tự đại gan cường. Cứ cho ai thấy mình là lòng núi căm hận, không thể bình tâm mà suy xét thiệt hơn. Anh hỏi má coi, anh nói vậy mà nghe được hay không? Anh chỉ muốn nói cùng em là thật lòng cùng nhau để lo hạnh phúc, là vợ chồng là trọn một đời ta chung vinh nhục. Em đừng tự ái không đâu mà giận dỗi xem thiệt. Hỏi anh nè, ai thương nhau mà không mong sớm cưới nhau để mau chung sống? Còn anh á, lấy quản đám cưới, có phải là anh đã yêu ai, muốn tìm cách bỏ em phải không? Em mà nói ngang bướng như vậy, anh không nói chuyện với em nữa đâu. Tuấn, anh Tuấn chị Lan Anh, đây là hai cánh hoa hồng tươi thắm em tặng cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giúp con mà sao nó khóc? Chị Lan Anh, em khóc đây là khóc tuổi đời em cùng một chút yêu thương cũng không trọn vẹn được. Nếu chị muốn sao đâu em thì em sẽ ra đi. Thu, sao em nói vậy? Lan Anh à, như vậy là em đuổi Thu đó, em biết chưa? Không không, Thu ơi Thu, tôi tin Thu mà. Tôi xin lỗi, tôi đừng có giận. Thu đừng bỏ đi, mà má với anh Tuấn giận tôi đó. Vậy thì chị hứa với em một lời nha. À được rồi, tôi xin hứa. Vậy em xin chị. Đêm Noel của năm nay, chị xin đến giữ tiệc ở nhà đây. Cả nhà hội họp đủ cha mẹ anh em. Em xin được hưởng một tối xanh dày. Ngày mai này số phận em có ra sao? Mất hay còn em cũng được trọn vui. Còn nói chi những lời như là lời trôi trăng. Xin Thu đừng giận, tôi nhận lời, tôi sẽ giữ lễ đêm Giáng sinh một đêm sum họp gia đình cho trọn tình yên vui. Thu à, anh cầm em nói như lời kia việc ai nói mặt ai em cứ vững và yên lòng. Mà coi em như con ruột thâm tình, con Lan Anh là vợ phải như anh. Vâng, con xin cảm ơn má, cảm ơn anh chị. Tôi cậu Tấn, sao năm nay cậu về sớm vậy? Theo lời yêu cầu của gia đình, tôi sắp xếp năm nay Khải và đám bạn tình nguyện thay tôi rồi. À, Lan Anh tới chưa anh? Dạ rồi. Cô Thu đâu? Em đây nè. Áo lạnh của anh em đang rồi nè. Trời lạnh lắm, anh mặc áo vào đi. Em lo cho anh nhiều quá. Anh không biết làm sao để mà đền đáp đây. Người phải trả là em. Em nợ má, nợ anh nhiều lắm. Mà em lại lấy quán trả ơn nữa. Em trả đâu có nổi đâu anh. Thu à, em nói gì vậy? Thu ơi. Dạ. Gần 12 giờ rồi, con vô coi qua thức ăn rồi cho dọn lên đi con. Ý lạ quá, ở thành phố mà có cú, mà cú nó kêu 3 tiếng đi. Cú kêu 3 tiếng. Thôi thôi, con xin phép nha. Thu à, em chạy đi đâu vậy? Thu, đừng chạy, đừng lại em à. Ai đó, ai đứng đó đó, đứng lại, miếng chạy tôi bắn. Đứng lại. Chết rồi, cậu ấy có ăn cướp, Đừng sợ, tụi nó không thoát đâu. Anh Tuấn ơi. Ai đó, ai phải không, để tôi mở cửa. Anh Tuấn, báo cáo với anh, mọi việc đã xong rồi, chúng nó đã bị tóm cả. Trong đó có một cô gái, tôi đã bảo đưa về cơ quan. Anh yên tâm, chúc anh một đêm Giáng sinh vui vẻ. Tôi đi nghe. Con Thu đâu rồi? Thu ơi. Hả? Trời, Thu, sao vậy nè? Sao con nỡ bỏ má? Tuấn, con Thu nó lại có súng vậy? Mời, con đã xem xét hết đồ đạc trong phòng của Thu, nhưng lại sơ sót không để ý đến mấy cuộn len. Anh bà, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Alo. Thu ơi, sao dại dột quá vậy Thu? Thu, sao em lại làm như vậy? Mà, anh Tuấn, chị Lan Anh. Má ơi, con không là con chim hoang đạo, nhưng trong đêm Giáng sinh, trong giây phút này, con muốn được xưng tụ
con có tội gì mà nên. Có chứ má, anh Tuấn, chị Lan Anh nè, chú Ba nữa, hãy làm linh mục để nghe con xưng tội. Con chim sắp chết kêu lời thông thiết, con người sắp lìa trần tiếng nói rất chân thật bi thương. Mấy tháng nay con đã lừa dối mọi người, con là một trong những băng đảng bất lương. Theo lệnh chúng con trà trộn vào đây, âm mưu cướp của giết người, giết anh Tuấn nè. Nhưng vào đây tình mẹ của má, tình yêu của tôi. À không, xin lỗi chị Lan Anh, chỉ có em yêu anh Tuấn thôi. Nhưng tình cảm yêu thương chân thành không, dù lời đã tự quán cài hồn. Sinh hôm nay con thấy mình không đáng sống ở trên đời. Nơi chính đêm hôm nay em được lĩnh nổi công pháp của giết người, mà những người đó đã cho tôi đi sống. Vừa biết yêu đời là tôi không kịp ngừng. Tội cho tôi không ngăn được sự vô lương, em đã yêu anh Tuấn. Em xin chị đừng tiếc với người sắp chết, hãy cho phép em một lần nhắm mắt thỏa nguyện. Ý của cô muốn thế nào? Tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày hơn. Con Tu nó tắt thở rồi, Tuấn ơi, nó mỉm cười kìa. Tu, Tu em. Ôi tình yêu là vùng trời bất tuyệt, ôi tình yêu là dòng sông dính biển. Ôi tình yêu là niềm đau không tận, là địa đàng, là lung lung trăng sao, rồi quán ta, rồi đổ nhớ. Ôi tình yêu là loài tình buồn si, ôi tình yêu là mật ngọt hiểm nguy, ôi tình yêu là một người tìm đi, là một người tìm quên. Người hờn hờ, người thương nhớ bơ vơ.